Như vậy là đội khe ngàn đã đuổi kịp đội khe quang. Niêu cơm của mình đã cạn chưa nhỉ anh nhỉ? Cạn rồi đúng không? Vâng, thế giờ nhỏ lửa đi để đảm bảo cho nó có đủ nhiệt chín thôi. To lửa quá là nó cháy. Chơi kỹ pháp nào. Cơm nấu bằng cái nồi niêu gốm này là rất là ngon. Sáu suối than thầu à, bát lót xa phun hoa suối nhìn cho nhau mà. Chú cho hỏi cái tiêu chí trong cái nhật ký nấu cơm mình này là những tiêu chí nào chuẩn bị? Tức là đòi hỏi là cơm chín rồi nhưng mà phải nhanh nhất trong thời gian mấy phút ạ? Không hỏi. Vâng. Ở góc này thì các chị đánh quay đang khởi động cái sợ sinh chết có tạ sáu cho chế kể mọi người.
tiên nguy hiểm là có tới 2 cầu thủ tấn công. Vào thì cho nhau ăn.
Có rượu hát hay à? Hỡi thăng ma bình là chỉ dám danh mà mọi lại à chả là cây thùng kỳ tháo ba ra tu ngàm này là một tình cao à dịp giao buồn mà người dân trong ai khoảng vụ liễu thì thảo sai con giao tạm quay hôn nãy thì nào nhớ trong đầu, nhớ trong đầu rồi mưa thời gian hôn mẹ con mu à bà con phan phàm nó cháu nhà vô tính còn vô can gia đình nhà anh hoàn gì anh ơi cái gì hồi lại ta trang phàm.